Chiều qua, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân quận 1 về tình hình thực hiện luật quản lý thuế trên địa bàn quận từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến 30 tháng 6 năm 2023, Chi cục thuế quận 1 đã thực hiện 3.672 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế với số thuế truy thu gần 1.200 tỷ đồng, ban hành hơn 2,1 triệu thông báo tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp, gần 44.000 quyết định cưỡng chế thuế, tiến hành khấu trừ vào tài khoản 24.000 lượt với tổng số tiền hơn 33.000 tỷ đồng. Từ năm 2022 đến 30 tháng 6 năm 2023, quận đã giải quyết miễn giảm điều chỉnh thuế cho 2.300 trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Ghi nhận nỗ lực của quận 1 trong công tác thu thuế thời gian qua, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Hà Phước Thắng mong muốn quận tiếp tục áp dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, đẩy mạnh việc chuyển đổi số trong việc thu thuế để đạt được chỉ tiêu đề ra trong năm 2023. Với các khó khăn vướng mắc, đồng chí đề nghị quận có những báo cáo chi tiết hơn bằng văn bản gửi về cho đoàn trước ngày 15 tháng 9 để tổng hợp và kiến nghị trong kỳ họp Quốc hội sắp tới.